Kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Biên phòng Toàn dân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là phóng sự Lớn lên trong tình thương yêu của lính quân hàm xanh. Tiếp theo chương trình là phóng sự Tết của tình hữu nghị Việt Lào. Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình. Hai năm qua, mô hình con nuôi đồn biên phòng đã được những người lính quân hàm xanh, bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực triển khai và bước đầu tạo được niềm tin yêu đối với người dân vùng biên. Đồn chính là nhà của các em và mang yêu thương đến vùng biên giới, dẫu còn đó những khó khăn bộn bề. Một ngày mới với em Lê Văn Thìn, con nuôi của đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do gia cảnh hết sức khó khăn, em Thìn được bộ đội biên phòng nhận nuôi từ tháng 6 năm 2019. Đến nay đã gần 2 năm. Là con nuôi của đồn, Thìn được các chú, các anh dành tình cảm yêu thương như chính người thân ruột thịt trong gia đình và rèn luyện tính kỷ luật trong môi trường quân đội. Ngoài tinh thần vượt khó, ý thức học tập tốt, cậu học sinh lớp 6 này luôn nghe lời các chú bộ đội để cố gắng có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai, thoát xa cái nghèo của gia đình mình. Vô đây con được sự quan tâm ấm áp của mấy chú mấy bác và con coi ấm áp như gia đình. Con hứa sẽ học tập thật tốt cho người có ích trong xã hội. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt luôn quan tâm cũng như là dành tất cả những cái tình cảm để giáo dục cũng như là hướng dẫn rèn rũa cháu như một người chiến sĩ nhí để cháu có thể vừa phát triển về mặt thể chất cũng như là về mặt tâm hồn. Ngoài em Thìn, trên địa bàn huyện A Lưới, lực lượng bộ đội biên phòng còn nhận thêm một trường hợp con nuôi khác. Dù chỉ mới thực hiện thí điểm ở hai đơn vị, nhưng mô hình bước đầu đã cho thấy tính nhân văn cũng như hiệu quả trong gắn kết tình quân dân vùng biên. Các em được nhận nuôi, đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt, ăn ở, rèn luyện thể chất lẫn tinh thần và được quân đội hướng đến trở thành người công dân mẫu mực trong xã hội. Như một gia đình nhỏ, ngôi nhà của những người chiến sĩ quân hàm xanh đang đùm bọc yêu thương các em nơi vùng biên còn lắm những khó khăn. Các đơn vị rất là quan tâm và rất là lưu ý đến chương trình này. Và như phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tổng kết công tác biên phòng năm 2020 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, thì đồng chí đánh giá rất cao cái mô hình này và chỉ đạo cho biên phòng tỉnh là tiếp tục nhân rộng mô hình này ra trong năm 2021 đối với tất cả các đơn vị bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới đất nước. Thêm nhiều mô hình được nhân rộng cũng đồng nghĩa thêm nhiều con em vùng khó khăn nơi lực lượng biên phòng đóng chân sẽ được giúp đỡ đùm bọc. Như câu chuyện của Thìn, mai này em sẽ nỗ lực nhiều hơn để thay đổi cuộc sống, để không phụ lòng tin yêu của những người lính quân hàm xanh đã dành cho mình với ký ức tuổi thơ đáng trân trọng và tự hào xiết bao. Trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi ấy có những chuyến đi thắm đượm nghĩa tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai quốc gia. Đó là tình cảm sâu đậm của đồng bào Việt Lào. Chỉ cầu nối đó là những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ biên cương tổ quốc, góp phần giữ vững tình hữu nghị của hai dân tộc mà lãnh tụ kính yêu đã xây đắp. Và chợt nề đại nàng. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng Covid, chúng tôi không đi làm ăn xa được, không kiếm ăn được, nhưng mà được sự tận tình giúp đỡ lương thực, thực phẩm từ nhân dân Việt Nam nói chung, đặc biệt là đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã giúp đỡ cho bà con chúng tôi số lương thực, thực phẩm tương đối. Bà con chúng tôi nhận quà về chuẩn bị tổ chức đón năm mới, rất là phấn khởi và vui vẻ. Tháng 4, khi không khí lễ hội đầu năm của người Việt Nam bắt đầu nguôi ngoai, là lúc những người bạn đến từ đất nước Lào đón Tết cổ truyền, đón năm mới Bun Pi Mai của dân tộc mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ngày Tết cổ truyền của người dân đất nước Hoa Champa đã khác rất nhiều so với các năm trước.
Nhằm chia sẻ những khó khăn đó, đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã có nhiều sáng kiến hay, việc làm sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực xã hội để giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới và người dân sinh sống ở sát biên giới, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Lào, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển, không ngừng vun đắp mối đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. Đặc biệt, thời gian qua, đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn thường xuyên quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cho bà con nhân dân chúng tôi. Cho tôi gửi lời cảm ơn Bộ đội Biên phòng Việt Nam, thời gian qua đã giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo vệ biên giới, xây dựng nhà hữu nghị cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cũng chúc cho tình hữu nghị của hai nước Việt Nam, Lào anh em mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tại hai trạm kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, Tà Vàng và trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Cô Tài, đoàn công tác đã thăm chúc Tết và tặng quà đến lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ đại đội bảo vệ biên giới 531, đồn công an Tà Vàng, tỉnh Sê Công và đại đội bảo vệ biên giới 511, đồn công an Cô Tài, tỉnh Sa La Van. Đồng thời mong muốn lãnh đạo các đơn vị của nước bạn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế để tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đây là hoạt động nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào nói chung, giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với hai tỉnh Sa La Van và tỉnh Sê Công nói riêng, góp phần xây dựng tuyến biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp giáp với hai tỉnh Sa La Van và Sê Công, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, hòa bình hữu nghị, ổn định và phát triển, cùng nhau bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới. Nhân dịp Tết cổ truyền Bung Pim Bay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thay mặt cho Ban chỉ đạo công tác biên giới, tôi xin chúc mừng các đồng chí đón một cái Tết luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi cũng mong muốn rằng trong thời gian tới, các lực lượng vũ trang của hai bên biên giới cũng như nhân dân hai bên biên giới và chính quyền của hai bên biên giới tiếp tục phối hợp, hợp tác, giúp đỡ nhau trong tất cả các lĩnh vực và đảm bảo để xây dựng cái đường biên giới tiếp tục là hòa bình, hợp tác và phát triển, đảm bảo tốt cái công tác phòng dịch của mỗi bên. Những món quà tuy nhỏ nhưng cũng làm ấm lòng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Lào cũng như dân bản Cô Tài đang sinh sống sát bên kia biên giới trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Với những việc làm thiết thực đó đã góp phần vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt hữu nghị trên dải biên cương của Tổ quốc. Chương mục biên phòng toàn dân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại ở chương mục này tháng sau.